chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa bà con, như vậy là liên tiếp trong 3 ngày vừa qua, thời tiết ở phía Bắc của khu vực Biển Đông duy trì trạng thái thời tiết là ít mây, mưa chỉ xuất hiện vài nơi và gió cũng không mạnh, chỉ ở cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Tương tự như vậy thì ở trên vùng vịnh Bắc Bộ, trời cũng ít đến quang mây và không mưa. Cường độ gió Đông Bắc ở tại đây yếu hơn và chỉ đạt cường độ là cấp 4, tình trạng biển bình thường. Trong đêm nay và sang đến ngày mai và có thể là trong 2 đến 3 ngày sắp tới, khối không khí lạnh vẫn hoạt động với cường độ ổn định. Ở phía Bắc sẽ chưa có những đợt không khí lạnh tăng cường nào. Vì vậy mà thời tiết và chế độ sóng gió trên các vùng biển này ít có sự biến đổi, rất thuận lợi cho những hoạt động ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân. Trong khi đó thì do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên ở tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có gió với cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc mạnh cấp 7 và tăng lên giật cấp 8. Ngoài ra thì với sự tồn tại của một rãnh áp thấp ở vào khoảng từ 3 đến 6 độ vĩ Bắc nên ở tại khu vực phía Nam của Biển Đông vẫn có những đám mây đối lưu phát triển khá mạnh và gây ra mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng có thể có lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Tương tự vậy thì khối không khí lạnh cũng sẽ gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 cho vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Ở tại vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai trời duy trì là ít mây, đêm không mưa, ngày nắng và gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh cấp 4 và sóng biển cao chỉ khoảng từ 0,75 cho đến 1,5m. Tầm nhìn xa thông thoáng, thời tiết rất thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi cũng như là những chuyến tàu du lịch khám phá các hòn đảo xinh đẹp trên Vịnh Hạ Long vào ngày cuối tuần. Tương tự như vậy thì ở trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, đêm nay và sang đến sáng ngày mai trời cũng ít mây không mưa, ban ngày trời nắng và cường độ gió Đông Bắc ở tại đây đạt ở mức là cấp 4, biển khá êm và sóng biển cao dưới ngưỡng 1,5m, tầm nhìn xa trên 10km, thời tiết cũng rất thuận lợi cho những hoạt động hàng hải. Đến với vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong 24 giờ tới, sự hoạt động ổn định của khối không khí lạnh cũng làm cho thời tiết ở trên vùng biển này duy trì trạng thái khá tốt. Mưa rào nhẹ chủ yếu xuất hiện về đêm và ở vùng ven bờ. Ở tại đây thì gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình ở mức cấp 4 có lúc cấp 5, tầm nhìn xa trên 10km. Ở trên vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, thời tiết phổ biến là mây thay đổi, có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, gió Đông Bắc thổi đều với tốc độ từ 8 đến 10 m trên giây, tương đương với cường độ cấp 5, tạo ra những con sóng cao từ 1,5 cho đến 2 m và thuận lợi cho các hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Thì như đã đề cập ở phần đầu bản tin, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên vùng biển này sẽ có gió Đông Bắc hoạt động khá mạnh với cường độ ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vì vậy mặc dù tầm nhìn xa thông thoáng nhưng mà do biển động và sóng biển vẫn còn ở mức khá cao nên khuyến cáo bà con ngư dân tuyệt đối là không nên ra khơi vào thời điểm này để đảm bảo an toàn. Sang đến vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, gió Đông Bắc ở trên vùng biển này hoạt động khá yếu, chỉ ở cường độ mạnh cấp 4. Trời vẫn tiếp tục là ít mây, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Nhìn chung thời tiết rất thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi và các chuyến tàu du lịch ra thăm đảo Phú Quốc vào dịp cuối tuần này. Ở trên vùng biển Vịnh Thái Lan, đêm nay và ngày mai thời tiết tốt, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10km và gió Đông Bắc tại đây có cường độ ở vào khoảng cấp 4, cấp 5 và độ cao sóng là từ 1 cho đến 2m, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trở ra khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, đêm nay và ngày mai thì khu vực này chủ yếu chịu tác động bởi khối không khí lạnh có cường độ ổn định. Do đó mà gió Đông Bắc ở tại đây duy trì với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5 và sóng biển sẽ cao từ 1 cho đến 2 mét, trời ít mây và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì giống như là ở tại khu vực phía Bắc của Biển Đông. Tại khu vực này thời tiết cũng ít mây, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Tuy nhiên là cường độ gió Đông Bắc ở tại đây hoạt động mạnh hơn một chút so với Bắc Biển Đông. Gió Đông Bắc tại đây thì duy trì ở mức là cấp 5 và sóng biển cao ở ngưỡng từ 1,5 cho đến 2 mét. Nhìn chung thời tiết và chế độ sóng gió vẫn còn khá thuận lợi cho những hoạt động hàng hải. Trong khi đó thì ở tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây,
đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái là thời tiết rất xấu, vừa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và cả đới gió đông bắc hoạt động khá mạnh ở mức là cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 gây ra biển động. Vừa chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trời tiếp tục là nhiều mây, sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.